Mỹ và Australia ngừng tiếp nhận bệnh nhân. Phần mềm tống tiền đã khiến nhiều bệnh viện lớn ở Mỹ và Australia phải ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới, trừ trường hợp cấp cứu cực kỳ nguy cấp. 10 bệnh viện, trong đó có 3 bệnh viện ở Alabama, Mỹ và 7 bệnh viện ở Australia đã bị mã độc tấn công. 3 bệnh viện trong hệ thống DCH Health System ở Alabama ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới từ hôm thứ Ba. Các bệnh viện DCH Regional Medical Center ở Tuscaloosa, Northport Medical Center và Fayette Medical Center chỉ tiếp nhận bệnh nhân nguy kịch. Xe cấp cứu được lệnh chuyển bệnh nhân tới bệnh viện khác khi có thể. Các bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại DCH buộc phải chuyển viện khi họ đã ổn định. Chi tiết về mã độc chưa được công bố. Phần mềm này thường mã hóa ổ cứng lưu trữ dữ liệu và hệ thống máy tính. Nạn nhân chỉ nhận được khóa giải mã khôi phục hệ thống khi trả tiền chuộc, thường bằng Bitcoin hoặc loại tiền ảo khác. Trong một số trường hợp, vẫn có thể giải mã nếu không trả tiền chuộc.